Những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp đã góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Với việc chuyển đổi số giúp nông nghiệp huyện Gia Viễn có bước phát triển mới, nội dung được phản ánh trong mục Ninh Bình chuyển đổi số kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia Viễn có địa hình canh tác phức tạp, sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn. Để thực hiện phát triển kinh tế lĩnh vực này, địa phương đưa ra giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận với thông tin, công nghệ vào sản xuất. Ngày càng có nhiều hộ cá nhân, nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số và bước đầu đã gặt hái thành công, tạo ra các nông sản chất lượng cao, giá thành hạ, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Gia đình ông Đinh Khắc Dân ở thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa đã gần 30 năm làm nông nghiệp, được chính quyền và chi cục kiểm lâm Ninh Bình hỗ trợ. Giờ đã biết ứng dụng công nghệ tự động tưới nước cho cây theo phương thức nhỏ giọt. Hệ thống tưới được phân bố khắp trang trại, do đó chỉ cần 2 lao động vận hành sẽ cung ứng đủ nước cho 2 hecta cây ăn quả theo đúng giai đoạn sinh trưởng. Nhờ đó gia đình có thu nhập cao hơn so với trồng ngô, sắn và trồng quảng canh trước đây. Những năm trước đây thì chúng tôi chủ yếu là phụ thuộc vào thiên nhiên, nhưng mà bây giờ nó có công nghệ cao thì là một là cái giải phóng sức lao động cho gia đình, hai nữa là cây cối phát triển rất là xanh tươi, nó không bị các cái bệnh như trước đây. Như trước đây là nó khô hạn, nó hay bị bệnh. Cũng tại xã Gia Hòa, vườn hoa Thúy Nhất được xem là điểm tiên phong chuyển đổi số. Chị Nguyễn Thị Thúy là chủ trang trại rộng gần 6.000 m² cho biết, với việc đầu tư ngay từ đầu vào công nghệ tự động, công nghệ số từ khâu tưới nước, điều hòa không khí, ánh sáng, quạt gió, chế độ phân bón, dinh dưỡng, độ ẩm được kiểm soát. Đặc biệt qua mạng Internet, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc. Gia đình chị đã có thị trường tiêu thụ dễ dàng. Qua tìm hiểu thực tế và những trên mạng và thông tin các thứ thì chúng tôi thấy là công nghệ có giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc trồng và sản xuất cũng như việc giới thiệu quảng bá sản phẩm. Như hiện tại giờ chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thứ có liên quan đến công nghệ, giúp cải thiện và tăng năng suất rất nhiều. Công nghệ thì chúng tôi đã cũng lập được cái mã truy xuất nguồn gốc của sản phẩm mình, từ đấy cũng thể giới thiệu được sản phẩm và quảng bá được với nhiều khách. Hiện tại hàng hóa chúng tôi sản xuất ra là đang không đủ cung ứng cho thị trường. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp về lâu dài phải bắt đầu từ nông dân và phải dựa trên nền tảng số, dữ liệu số. Mọi chính sách phải hướng đến nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho cá nhân, tập thể tâm huyết, có điều kiện, tiềm lực tài chính, mặt bằng thực hiện điểm, rút kinh nghiệm. Tiêu biểu là xã Gia Sinh. Với sự quan tâm của chính quyền, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp có bước phát triển rõ nét, giúp địa phương ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ trong nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP vươn ra thị trường toàn quốc, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Xuân Dược, thì hiện tại thì cái việc chuyển đổi số thì chúng tôi đã áp dụng vào các cái phương thức kinh doanh, bán hàng cũng như là các công việc sản xuất của hợp tác xã. Thì hiện nay thì chúng tôi đã có một trang web chính thức, một fanpage cũng như là các cái sàn thương mại điện tử, thì chúng tôi đã phủ sóng cũng gần hết về các cái sản phẩm trên các sàn. Các cái sản phẩm chúng tôi thì được phân phối trong tất cả các cái tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Nhiều gia trại, trang trại ở Gia Viễn đã vận dụng linh hoạt chủ trương của huyện áp dụng chuyển đổi số ngay từ khi quyết định đầu tư. Trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dược liệu. Có hàng chục sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc được nhiều thị trường lớn biết đến. Nhiều trang trại thu về hàng trăm triệu đồng một năm. Đặc biệt, chuyển đổi số giảm được lao động tham gia sản xuất, tạo điều kiện cung cấp nguồn lao động sang công nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển toàn diện, bền vững. Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn ban hành kế hoạch số 118KH ngày 14 tháng 10 năm 2021 về tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và ưu thế của công nghệ số để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm tới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi và tập trung vào mấy cái nhiệm vụ chính. Cái nhiệm vụ thứ nhất là vẫn tăng cường cái công tác mà tuyên truyền
Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta lấy ngay cái kết quả chuyển đổi số của những cái cơ sở, những cái hộ cá nhân mà ứng dụng này để chúng ta mở rộng cái chuyển đổi số ở một số cái lĩnh vực địa bàn trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, thực hiện chuyển đổi số, Gia Viễn sẽ tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu của địa phương, hỗ trợ, tạo điều kiện, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát triển các nền tảng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu số, tạo ra các dịch vụ, nội dung số về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.